ơi, bong bóng bất động sản được nhận xét là có tính chu kỳ. Theo em thì điều này có đúng hay không? À, cảm ơn anh Hưng, một câu hỏi rất là hay. À, anh Hưng ơi, thì cái gì nó cũng đều là có theo cái chu kỳ, quy luật thịnh rồi suy, suy rồi thịnh, như là xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Thị trường bất động sản không thể nào mà cứ lên mãi hoặc là cứ xuống mãi. Bong bóng bất động sản là một cái loại hình bong bóng kinh tế xảy ra theo chu kỳ trên thị trường bất động sản. Hiện tượng mà bong bóng nhà đất xảy ra theo chu kỳ bất động sản thường là khoảng từ 10 năm, khi mà cái giá thị trường bất động sản nó tăng nhanh chóng và vượt khỏi cái vùng giá trị thật của nó đến một cái mức độ là không bền vững nữa, và sau đó thì sẽ suy giảm. Khi bước chân vào thị trường nào thì anh nên là nghiên cứu cái quá khứ để mà tìm hiểu về cái nguyên nhân và cái sự vận hành theo chu kỳ của nó. Chẳng hạn thì có hai cái giai đoạn sốt đất trước đây. Giai đoạn 1 ấy là từ năm 1993 đến năm 1997, dẫn đến là vỡ bong bóng bất động sản lần thứ nhất năm 1997 đến năm 1999. Và giai đoạn thứ hai từ năm 2001 đến năm 2003. Sau đó thì bất động sản nó xì hơi lần hai vào năm 2004 đến năm 2005. Và ở mỗi giai đoạn nó đều gắn liền với các cái sự kiện kinh tế hết sức là quan trọng.